Chào mừng quý vị và các bạn đến với bài tĩnh nguyện phiên bản ghi âm được thực hiện bởi mục vụ Lời Sống Hàng Ngày. Bài suy gẫm hôm nay của chúng ta có tựa đề Người xây dựng khôn ngoan, dựa trên phân đoạn Kinh Thánh nền tảng được chép trong Châm Ngôn đoạn 14, câu 1 đến câu 3 và câu 26 đến câu 27, câu 33. Người nữ khôn ngoan xây dựng nhà mình, nhưng người đàn bà ngu dại dùng tay phá hủy nó. Người sống ngay thẳng kính sợ Đức Giê-hô-va, còn kẻ theo đường lối quanh co khinh bỉ Ngài. Trong miệng kẻ ngu dại có cây roi dành cho sự kiêu ngạo, nhưng môi người khôn ngoan bảo vệ người. Trong sự kính sợ Đức Giê-hô-va có nơi nương cậy vững chắc, và con cái Ngài sẽ được một nơi ẩn náu. Sự kính sợ Đức Giê-hô-va là nguồn sự sống, giúp con người tránh khỏi cạm bẫy sự chết. Sự khôn ngoan lưu lại trong lòng người hiểu biết, còn điều ở bên trong kẻ ngu dại được lộ ra. Và câu Kinh Thánh hôm nay chúng ta cần ghi nhớ được chép trong Châm Ngôn đoạn 14 câu 1. Người nữ khôn ngoan xây dựng nhà mình, nhưng người đàn bà ngu dại dùng tay phá hủy nó. Sojourner Truth, người có tên khai sinh là Isabella Bofri, sinh ra là một nô lệ vào năm 1797 ở Esopus, New York. Mặc dù gần như tất cả các con của bà đều bị bán làm nô lệ, nhưng bà đã trốn thoát vào năm 1826 với một cô con gái và sống với gia đình đã trả tiền cho sự tự do của bà. Thay vì để hệ thống bất công chia rẽ gia đình mình, bà đã thực hiện hành động pháp lý để giành lại cậu con trai nhỏ Peter, một chiến công đáng kinh ngạc đối với phụ nữ Mỹ gốc Phi ngày đó. Biết rằng mình không thể nuôi dạy con cái nếu không có sự giúp đỡ của Chúa, bà đã tin nhận Đấng Christ và sau đó đổi tên thành Sojourner Truth để bày tỏ rằng cuộc sống của bà được xây dựng trên nền tảng lẽ thật của Đức Chúa Trời. Vua Salomon, tác giả Châm Ngôn đoạn 14, tuyên bố: người nữ khôn ngoan xây dựng nhà mình, trái lại, người thiếu sự khôn ngoan phá hủy nó. Ẩn dụ này cho thấy sự khôn ngoan mà Chúa ban cho những người sẵn sàng lắng nghe. Làm thế nào để xây dựng nhà mình cách khôn ngoan? Bằng cách nói những lời tốt đẹp có tính xây dựng. Khi nào sẽ phá hủy nhà mình? Châm Ngôn đoạn 14 đưa ra câu trả lời: trong miệng kẻ ngu dại có cây roi dành cho sự kiêu ngạo. Nhờ sự khôn ngoan của Chúa, Sojourner đã có nơi nương cậy vững chắc trong lúc sóng gió. Có thể bạn chưa bao giờ phải giải cứu con cái mình khỏi sự bất công, nhưng bạn có thể xây dựng nhà mình trên cùng nền móng mà Sojourner đã làm, đó là sự khôn ngoan của Chúa. Ngôi nhà của bạn được xây dựng trên nền tảng nào? Bạn sẽ xây dựng nhà mình như thế nào trong tuần này? Chúng ta cùng nhau cầu nguyện. Lạy Cha, con cần sự khôn ngoan của Ngài để xây dựng di sản đời đời vì vinh quang của Ngài. Amen. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe phiên bản ghi âm bài tĩnh nguyện hôm nay. Chương trình được thực hiện bởi mục vụ Lời Sống Hàng Ngày.